Tí ô nào kêu bạn Phong nè. Tí hả? Nghe cái giọng này, ủa anh Tí này phải không? Anh đừng quay anh ơi. À vậy hả? Anh đi ủa? Ngoài bà đi với anh lên. Ủa bà đi rồi hả? Dạ dạ. Anh đi ra ngoài. Ok 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 ok. Anh không có tìm mẹ rồi. Ủa mà cứ như là mẹ con không còn ở đây phải không? À không ạ. Rồi. Không dạ anh. Anh lớn này đi ngoài lên rồi. Ok. Có chú hàng xóm cho biết là nó đã đuổi mẹ con của Tí đi ra ngoài chỗ đây ở luôn nữa nè. Bây giờ chịu không nổi phải đi Sài Gòn á. Sớm nào mà ai cho mượn tiền của nó. Kể như là nó không có cho mọi sự trợ giúp cho mẹ con của anh Tí luôn hả? Dạ, Phong xin chào tất cả quý cô chú anh chị nha. Hôm nay là đi vô thăm Tí Úc của Tí Súng. Thì căn nhà này nè lúc trước là quay thường lắm. Đây nha, đây. Đây là nhà của Tí Súng nha. Và căng thẳng bắt đầu từ đây. Bây giờ gặp được anh của thằng Tí á, nó xăm mình từ lứa chân á. Và nó đang nói chuyện lớn giọng với một người nào ở trong đó, người nam hay người nữ, hoặc là đứa con. Mời quý cô chú anh chị cùng nghe nhé. Pha, mày biết một tấm nhạc cho nó nhạc pha, nó xăm một tấm nhạc pha ai? Pha. Pha ai nữa? Pha đi một pha. Anh rồi và anh chơi là anh sai mọi cách anh phải nói đúng được cái gì vậy anh là anh cái gì vậy đang nói về tao ngày nay đã ủa và anh ủa cái gì vậy trời ngày nay nói là hả đang dạy con hát gì vậy dạy con hay là cái người nữ nào phải không? Ủa nó thằng này thằng hờ quên thằng này có thằng con phải không? Ừ. Vậy mà nghe tưởng giọng nữ thôi chứ. Mày không hiểu mà tất cả những người ta hiểu. Tại vì ngu, cái này người trong cuộc mày không có hiểu. Mày có kiến thức. Người ngoài hiểu liền. Và anh bộc tát. Và anh. Ừ. Và anh. Và anh. Ừ thì đó. Bắt anh những trái đứng này trên tay. Và anh. Và anh. Đúng. Đó. Đâu có bài đó. Vậy là căng thẳng quá. Tại vì lúc trước hàng anh của thằng Tí này cũng bệnh đó. Đúng mà đẹp mà lúc mày xử lý không biết xử lý. Mày có nhận chứ? Không lẽ mà đặt mày có 16, 17 tuổi này, tuổi này biết hát hay rồi hả? Người ta đặt cái tuổi này là đại tháng là hát hay rồi. Tí ô. Nào kêu hả? Phong nè. Tí hả? Nghe cái giọng này, ủa anh Tí này phải không? Anh đừng quay anh ơi. À vậy hả? Anh đi ủa? Ngoài bà đi với anh lên. Ủa bà đi rồi hả? Dạ dạ. À. Anh đi ra ngoài. Ok 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 ok. Anh không có tìm mẹ rồi. Ủa mà cứ như là mẹ con không còn ở đây phải không? À không ạ. Rồi. Không dạ anh. Anh lớn này đi ngoài lên rồi. Ok. Em không có đi qua đi tới bên đó. Ủa gì là sao ta? Thằng này hồi đó mình cũng giúp dữ lắm mà sao giờ nó gặp nhau rồi làm ngơ ở dưới rồi trời. Bệnh mà. Để đi ra ngoài hỏi còn sao nha, sao kỳ vậy ta. Con có cô hàng xóm nữa nè. Để coi còn sao chứ. Trời ơi ngộ ta. Cô trong nhà bây giờ là thấy con anh của thằng Tí không à, không có thằng Tí. Ừ, thì anh nó. Thằng Tí nó liền khó với má nó rồi. Là nó đi bao lâu rồi vậy chú? Nửa tháng ở trên rồi nó đi, ba nó cũng cho bà ở luôn. Đó nó bị thần kinh nó mấy ông lần quay thằng Tí bà hồi đó là con có giúp nó một thời gian, nó đi bệnh viện ở Tiền Giang đó. Bây giờ nó bị lợi rồi. Bây giờ bị lợi luôn. Bị lợi nữa rồi đó. Mấy ông vô quay nó được nó chạy. Hàng chi nãy rồi đuổi chết mẹ luôn kìa. Ừ, đuổi quay đuổi lại lại nó không được mấy ông chạy không kịp đó. Ủa mà nó biết là như cô vô hỏi là Tí ơi đó là nó lưu ra liền nó nói thôi không có cho quay nha. Đó. Mà nè chút cho con hỏi là cũng như là nó đuổi với bả đi hay gì vậy? Trời trời. À ở đây luôn á hả? Mà hiện giờ là chú biết mẹ con nó ở đâu không? Tại vì cũng đi qua nè, thứ nhất là quay dần Tí, rồi thứ hai cũng dạng như có ai giúp đỡ mẹ con nó thì ấy vậy đó. Giờ nó đâu có, bả đâu có về đây đâu, hả mà về chơi bữa một có đi nữa rồi về thăm cháu nội. À chú yêu thăm cháu nội ha.
Trời ơi, rồi sao ta? Để con dạ vô cho con hỏi coi, tại chú ở Trần nên hả cũng ngại ngại quay. Tại cái nó đi cái này nè cô, là cũng do nguyên nhân là từ cái thằng anh nó ra, cũng như là không cho bà ở đây, không cho bà ở, rồi hàng tí đi theo bà luôn. Ừ thì bà đi đâu nữa, thì cho nó với tí bà nó đuổi thì ông vậy là ông anh này ông đuổi mẹ và con là hàng ở mẹ và em là hàng tí ha. Nó nói là ai mà cho sớm là ai cho mượn tiền. Ờ, cỡ như là nó không có cho mọi sự trợ giúp cho mẹ con của ông tí luôn hả? Ừ, thì bữa nay thấy xăm mình quá trời luôn kìa. Ừ. Cái thời điểm mà con nó bệnh ha là con mà đi con xuống dưới, cô nhớ không? Ừ. Cũng cho như là mười mấy triệu luôn đó. Ừ. Để mà chị bệnh đó. Bị lợi nữa rồi. Bị lợi nữa rồi. Nó không uống thuốc mà cái chữ kia đó. Nhưng mà thằng tí lúc này cô thấy nó làm sao vậy? Nó cũng bình thường. Bình thường giống như hồi đó con quay vậy phải không? Dạ. Nó mập cũng vậy. Ừ, thấy tội nghiệp bữa nay con nhớ con có quan thăm nó nè. Dạ. Đi rồi, đi hôm nay cả tháng. Dạ, không thấy trắng tư à? Trắng hả? Đi 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 giống như ta gọi là đi cài mà trắng là sao? Có, ở chợ bỏ mướn nhà trọ, bả nhốt nó trong nhà trọ. À, cỡ như là cho nó trong nhà trọ rồi bả đi bán thôi. Chứ đâu phải đi nhiều nhau ở đây đâu. À, ở đây thì đi lang bang tùm lum là hết. Còn ở chợ là đi đâu bà thì cũng khổ. Giờ nó dành ở nhà nó không cho bà. Kể như là lúc mà bà về đây á, là không có hỏi là mẹ con ở quận mấy giờ? Bà lên em bà ở trên. À em ha. Ủa em bà có em nữa hả? Bà còn hai đứa em ở trên là mạnh hay cũng mai mới sống ở trên đứng nhà trọ rồi. Bà lên nhà trọ rồi đó. Dạ. Ủa nhốt thằng này trong nhà. À cũng như là để nó ở nhà chứ Sài Gòn đất Sài Gòn mà nó đi lang bang biết đường nào tìm. Ở đây thì nhiều khi ham bả tiền không được, hàng xóm cũng lôi nó về được. Lâu ngày thằng này đấu với bà nội. Từ hàng này nó có làm gì không? Không. Hồi đó còn đi mua trái cây này nữa. Mít đồ giờ có mít đồ mua. Ừ. Giờ đây ta ghét nó cũng hỏng nó bả. Trời ơi, đã bệnh rồi mà bây giờ thêm cái thói mà côn đồ mà đuổi mẹ đuổi cha nữa, ai giúp nữa. Nó khùng nữa, nó lấy cái chậu nữa, nó cúng nữa, lấy cái chậu nữa, nó bởi vì cô nói thì con mới suy nghĩ lại là bước đường cùng rồi mẹ con mới đi. Rồi mới đi. Chứ nếu mà gồng gánh hay là chịu đựng được á, là sẽ ở lại. Bả không có đi, bả lại luôn mới lo cho nó. Bởi vì con có hai số điện thoại mà bây giờ con liên lạc không có ai nào bắt máy hết. Có nhiều bà đổi số luôn rồi. Không phải, cái bà xài cái số đó là cái số bây giờ nó cắt rồi. Một năm mấy rồi nên giờ mấy số đã bảo đảm là bà sẽ bỏ rồi, bà mua số mới rồi. Mà giờ con hỏi đây cũng không ai biết số hết trơn á. Không ai có số bà. Ai rồi. Bây giờ giống như là không có duyên với mẹ con của ông tí nè. Giống như đi qua đăng lên á cũng nhì cái miệng ổng á mà người ta thương. Bữa nãy con lợi mà nó làm căng quá. Nó kêu con đi ra liền đi. Ừ. Không ở đây không có liên quan tới thằng bả hết trơn nha. Ừ. Đi ra đi, tôi không có chấp nhận cho quay. Ủa vậy là có ai vô đây nữa hả? Hả? Có ai vô đây quay không? Không, hồi lúc lặn nó. Thời điểm đó, thời điểm đó đúng là có cấm. Nó không có cho đó. Dạ dạ. Chứ không ai lâu, không ai quay. Cô biết tại sao không? Tại thời điểm đó thứ nhất là nó cấm. Và thứ hai nữa đó là cái đường xá chắc dở quá đi nên ra cũng không có quay nữa. Giờ tự nhiên nhớ là lại cũng thương, cũng nhờ cái miệng ổng đó. Thôi vậy đi, để con về thì có dịp nào đi Sài Gòn là tìm được thì ấy chứ giờ sao vậy? Thì con bảo đảm con đăng này lên thì nhiều khi cô cháu ủa cô chú ở trên Sài Gòn á, người ta thấy người ta cũng báo về. Cũng mong vậy đi, nếu gặp được có duyên thì cũng khổ, thấy bà không như đường ủng hộ, mà quỷ mình
nó đuổi ba đi ở nhà nó cứ muốn nó kỹ mà nó không có gì nhiều nó lấy chổi lấy này với cô bà đưa tiền cô hồi nãy con thấy nó la sầm giọng là con của nó hay con. Là người nữ à trai có vợ được đứa con nó người hồi đó con có biết đó à, mà nó nói nó chuyện nó ừ nó đang luyện thanh cho thằng con nữa đó tạo lời đó đó có tài nó luyện gì trời ơi nó xanh mà thấy không mình mấy trước sau gì xanh cái gì chứ có mình... ngại đây đâu có ai dám nói chuyện đâu thôi thua rồi đó chết. Xăm thì xăm hoặc là làm gì làm nhưng mà đuổi cha đuổi mẹ đuổi em cộng nữa mà sớm giềng không ưa nữa rồi thì thôi chắc thằng này cũng giống như đồ bỏ rồi không rồi qua con thằng mà nó chửi hết trời thôi con cũng cảm ơn cô để coi có duyên gặp nó trên Sài Gòn thì hướng sao hướng tính tiếp chắc cũng lâu lâu quả về chắc cũng có tháng hai tháng rồi về ở thăm nó có về. Nếu mà cô thấy mà bà về đó kêu liên lạc thằng Phong đi bà còn số thằng Phong bà còn ha dạ à. Nha nhờ cô nha à, thì cho con cái nước đó mới mình mới biết được cái địa chỉ thôi hoặc là mình có số điện thoại thôi vậy nha cô à. Cảm ơn cô nha à, để bà về chứ ừ dạ tại vì cô ở đây là ngang bên luôn nó dễ nè à, dạ. Cô có bà con với mẹ tí không không có bà con sớm ha ừ thôi có như là có gặp nhắn giùm con dạ nhắn giùm dạ con cảm ơn nha trời dạ. Mưa rồi con về dạ dạ về chú ơi dạ 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 thưa cô chú anh chị thì một cái tin động trời là bây giờ anh của thằng Tý đã đuổi mẹ và con mẹ và em là thằng Tý á bây giờ phải đi lên Sài Gòn mưu sinh rồi tại vì ở đây nó làm khó cho bả vô lắm rồi cũng như có những tác động mà cứ như không sống được luôn bây giờ thằng Tý với mẹ đã đi Sài Gòn thì nếu cô chú nào ở Sài Gòn mà có thấy được mẹ con của thằng Tý á thì nhắn cho Phong có gì nữa thì Phong có duyên có việc nào đó Phong sẽ chạy lên hãy đăng ký kênh và theo dõi Phong xin chào.